Ít khi tâm chỉ rảnh rang à, não tiền kết bộ sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc ma, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên à, thường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo hoa, vì nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành a, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 236. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và dạ, con kính dâng mít đến sư. Dạ, con cung kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, kính chào đại chúng. Chỉ có khoảnh khắc này mới là pháp để hiểu mà thôi, mọi thứ qua đi rồi không còn cái hiểu nào nữa. Dầu có nhớ, có thương, có ghét hàng muôn vạn lần, những điều đó không bao giờ quay trở lại. Vì mỗi thứ chỉ sanh nên một lần duy nhất trong vòng sanh tử luân hồi, cho đến ngày vô dư niết bàn, không có một kiếp sống nào được lặp lại, cũng không có một cái nghe nào được lặp lại, không có một cái thấy nào được lặp lại, không có một cái tham nào được lặp lại. Chỉ có sự diễn tiến trôi chảy mãi mãi. Và vô cùng còn rất nhiều vô lượng những phiền não, không thể nào mà chúng ta có thể diệt sạch được những cái phiền não này. Còn rất nhiều, rất nhiều phiền não ư? Ngày nào và ngày nào thì chúng được tận diệt? Không, ngày nào mà một khoảnh khắc của A-la-hán đạo được sanh khởi thì ngày đó khổ đau và chỉ có các phương, chỉ là các pháp, và chỉ có pháp hiện giờ tỉnh giác thêm bao với các nếm xúc chạm, các cái hình ảnh màu mùi vị âm thanh này, chúng ta vẫn cho là tôi thấy người này, tôi thấy người kia, tôi nghe người này, tôi nghe người kia, và thế giới này thật đông người. Nhưng không, thế giới chỉ có một hình ảnh xuất hiện, người thế giới chỉ có một âm thanh xuất hiện, thế giới chỉ có một cái nghe xuất hiện một cách đơn độc, thế giới chỉ có một cảm thọ duy nhất xuất hiện rồi lại biến mất. Như vậy thế giới của pháp hữu vi thật là cay độc, thế giới của pháp hữu vi thật là nguy hiểm, và thế giới của pháp hữu vi luôn luôn bị phiền não vô minh nương tựa che đậy, và chúng là cái lơi duyên sanh của chúng, nên là ngũ uẩn là cái lơi duyên sanh của chúng. Khi nào mà chúng ta thấu tỏ được ngũ uẩn trong đời sống hiện tại với con đường tứ niệm xứ thì đây chính là hải đảo. Còn cha mẹ, vợ chồng, con cái, tiền bạc và thân ngũ uẩn này, chúng cũng không phải là nơi nương tựa, chúng chỉ để sử dụng vào những cái mục đích khác nhau trong đời sống. Chúng sanh vô minh thì sử dụng cho chúng vào các dục lạc, các ngũ trần, sự thèm khát. Còn trí tuệ thì sử dụng chúng để lương vào chúng, để quán xét lấy chúng và xuất ly khỏi chúng và không còn sanh tử luân hồi nữa. Ngày nào cũng vậy thôi. Ngày nào, ngày mai cũng vậy thôi, kiếp sau cũng vậy thôi. Chỉ có cái thấy
ở biển cả, chết đi ở biển cả, cái thấy ở sông ngòi, chết đi ở sông ngòi, cái thấy ở bên nước này, chết đi, cái thấy ở đây cũng chết đi, và chỉ có cái thấy sanh ở chỗ này, chỗ kia. Cái nghe cũng vậy, ngửi cũng vậy, nếm cũng vậy, xúc chạm cũng vậy, những cảm thọ cũng vậy. Như vậy, chân lý và các pháp ở muôn nơi, ai có con mắt tuệ thì dần dần sẽ thấy ra được tất cả những cái tính chất này thật là vụt qua, thật là mau. Và nếu mà chúng ta thấy rõ thì chính là cái hải đảo. Nếu mà chúng ta thấy pháp thì chính là cái hải đảo mà trong cái bài kệ hôm nay chúng ta học và Đức Phật giảng. Bây giờ chúng con xin đảnh lễ ân Đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang afiwa demi swakhato phagawata thammo thammang namassami supatipanno phagawato sawakasangho sangkhang namassami. Con nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân Đức Tam Bảo. Đức Phật Đấng Thế Tôn bậc toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình cung kính đảnh lễ ân Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo này phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh, nhưng chỉ có những ai có duyên lành nghe và hiểu giáo mới chấm dứt sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tình thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho vòng sanh là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và thành tựu các ba la mật, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo, cũng dự phần vào hàng tăng chúng tôi Đức Thế Tôn. Phần phước sanh lên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng thiên, đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quý thuộc, chư dạ xoa, long vương, cẳng thác bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, atula, diêm chúa, ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi, và tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, mong cho tất cả quý ngài và quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc, tấn hóa, tu tiến trong chánh pháp của Đức Phật, ngõ hầu chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Nam mô Bụt Tha nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học câu kệ số 236. Chúng con xin đọc một lần. So cam so ca ro hi di pa mat ta no khip pang wa ya ma pandito pha wa nit than ta ma no anak Nigam Nigano Dipang Ariya Phu Mi Me Hisi Phu Ni Me Hisi. Ngài Chánh Thân dịch nghĩa Việt là: chính ngươi hãy tạo ra hòn đảo cho bản thân. Như vậy hòn đảo ở đây chính ngươi này, chính chỗ nào? Chính ngươi hãy thức tỉnh cái đời sống này với chánh niệm tỉnh giác, với những lời Đức Phật dạy áp dụng vào con đường để đoạn trừ vô minh sau những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm và suy nghĩ đang bị chấp thủ này, cho chúng là một con người mà thực tế chúng chỉ là các quẩn, các xứ, các giới, các đế luôn luôn vô thường, tan hoại, bị bệnh tật, chứ không có là. Và hòn đây chính là gì? Hòn đảo ở đây chính là tứ thánh đế, hay là tứ niệm xứ, hay là bát chánh đạo, hay là gì? Hay là chính là tâm của mình đã đi đến bất động, giải thoát, thanh tịnh. Đó chính là hòn đảo, hải đảo. Như vậy hải đảo thì không phải là cha, mẹ, con cái, tiền bạc nhiều, chùa cao, Phật lớn. Hải ở đảo ở đây chính là mắt đã được thu thúc, mắt đã được hiểu là vô thường, là khổ, là vô ngã, là nhà hoang, là cánh đồng trống, là biển sâu, là đầy thú dữ, tai, mũi, lưỡi, thân. Đó chính là nhàm chán, ni tham,
không còn chấp thủ bất cứ một vật gì trên đời, đó chính là hòn đảo cho bản thân. Hòn đảo cho bản thân, như vậy là dập tắt sanh tử, phải không? Như vậy ngày nào mà tâm của mình nó còn ước ao, thèm khát bất cứ một bóng ảnh nào, một âm thanh nào, một mùi vị nào, một cảm thọ nào, một hành nào, một thức nào, thì ngày đó chúng ta còn cái tâm này, cái thức này nó còn sanh ở chỗ này, chỗ kia, và nó lại tiếp tục những ngũ quẩn mới, và lại tiếp tục một con đường dài, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, u ai. Như vậy thì chúng ta tu tập ở đây, không ai tu tập cả, mà chính là trí tuệ hiểu được cái con đường, và trí tuệ giúp cho những cái ngũ quẩn sau được tốt đẹp hơn, được thanh tịnh hơn, được đi đến, đi nếu đi vào những thế gian này để trở thành các bậc thánh nhân, để chiếu sáng cái ngọn hải đăng giáo pháp của Đức Phật, để chấm dứt sanh tử luân hồi, chứ cũng không có cái tôi nào tu tập cho kiếp sau cả. Chỉ có hành quẩn, tu tập cho hành quẩn và diệt trừ hành quẩn, và cũng chính hành quẩn vô minh và tạo ra hành quẩn, hành quẩn này tạo ra nghiệp, nghiệp về tạo ra quả. Như vậy thì hàng ngày chúng ta thấy luôn luôn có quả luân, nghiệp luân và phiền não luân ngay ở những khoảnh khắc này. Khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nơi bạn chính là đang quả luân của chính bạn mà kiếp trước nghiệp đã tạo. Rồi những cái phiền não lại đang sau những cái khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó, giấy khởi thiện hay bất thiện lại thúc đẩy qua thân và khẩu, và chúng ta lại tiếp tục tạo nghiệp nữa. Đó là một vòng duyên sanh khép kín và bất tận. Chỉ khi nào chúng ta nhổ gốc vô minh lên thì vòng duyên sanh này mới chấm dứt. Như vậy thì ngay sau khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này, chúng ta hiểu được, không hiểu được cái thì cả, chúng ta có học tam tạng kinh điển thì mù thì vẫn là mù, vô minh thì vẫn là vô minh, ngôn từ thì vẫn chỉ là ngôn từ. Và chúng ta cần phải nhớ rất rõ Đức Phật đã nói cho chúng ta biết pháp ở đâu. Các bạn cứ để ý xem có phải là sau cái thấy chúng ta vô minh, sân hận, tham ái, ganh tị, bỏng sẻ, hay sau cái nghe, sau cái ngửi, nếm xúc chạm. Nhưng vô minh nó không nằm trong cuốn sách đâu. Vô minh nó nằm ở ngay đây, ngay bây giờ chúng ta đang nghe pháp cũng có vô minh nữa, chứ không phải là không có vô minh. Bây giờ chúng ta không có cái hiểu thì sao vậy? Thì vẫn có vô minh thôi. Vậy thì vô minh nó đang hiện diện ở khắp mọi nơi và suốt cả ngày khi chúng ta thức dậy. Nhờ được nghe chánh pháp, chúng ta mới hiểu được vô minh ở đâu. Chứ không hiểu chúng ta lại nói là vô minh là mô há. Vô minh không phải là mô há. Mô há là một cái từ, và chúng ta thích một cái từ chứ không thích cái, không thích hiểu cái trái vô minh. Rồi chính người hãy tạo ra hòn đảo cho bản thân mình. Như vậy là giáo pháp này chúng ta không thể lương tựa vào ai được, chỉ lương tựa vào chánh pháp của Đức Phật thôi. Như vậy là chúng ta trí tuệ phải tự thân của chúng ta. Chúng ta còn ngày nào chúng ta còn chạy theo ai đó, chúng ta chưa thực sự hiểu được pháp trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta chưa có hải đảo, chưa có hòn đảo. Chúng ta còn chạy theo ôi vị này giỏi quá, vị này là thiền sư, vị này là thánh nhân, như thế này như kia, nhưng mà bạn chưa hiểu pháp là gì thì bạn chưa có hòn đảo, chưa có hải đảo. Dầu có ngàn ngàn các bậc thánh nhân hay chăng nữa cũng chẳng giúp ích gì cho chúng ta cả. Nếu mà chúng ta có đến gần các ngài nhưng mà chúng ta không hiểu pháp thì chúng ta phải luôn luôn nhớ cái điều đó. Như vậy chỉ khi nào trí tuệ tự thân của chúng ta thì chúng ta mới diệt trừ được phiền não của chúng ta, bởi vì chúng ta là người biết chúng ta nhất, còn tất cả mọi người khác không thể biết chúng ta, chỉ biết một chút xíu. Có bậc thánh nhân biết chúng ta cũng chỉ biết một lượng phần nào đó thôi, nhưng mà tất cả những cái gì sanh khởi nơi chúng ta thì chúng ta là người rõ biết nhất. Câu trả lời, câu hỏi
chúng ta hỏi lên thì câu trả lời chúng ta cũng đã ngầm hiểu nó rồi. Vậy khi mà chúng ta hiểu, chúng ta hỏi ai đó là con tu cái này có đúng không, là chắc chắn là trong tâm của chúng ta biết là đã sai rồi. Vậy hãy cấp tốc tinh cần, hãy cấp tốc tinh cần, gọi là atapi đó. Vậy làm sao để mà cấp tốc tinh cần được? Chỉ khi nào chúng ta hiểu biết được, chúng ta kinh cảm được cái sự vô minh, kinh cảm được cái dòng luân hồi sinh tử, không một bóng người mà chỉ có những cái núi xương thịt được ái dục tạo ra, và rồi vứt bỏ chỗ này chỗ kia, rồi thương tiếc, rồi thật là vô nghĩa. Mà dầu chúng ta muốn giác ngộ cũng không giác ngộ được, muốn không thoát, muốn thoát khỏi tham ái cũng không thoát khỏi được. Ngày nào chúng ta cũng phải phục vụ cho ông chủ đó thì sao? Lúc đó chúng ta mới thấy sợ hãi. Nên là chúng ta mới hãy cấp tốc tinh cần tinh tấn. Như vậy tinh cần tinh tấn ở đây này, tất cả những điều thiện chúng ta đều phải quý trọng. Và nhất là cái tâm thiện của chúng ta, nó bất cứ nó sanh khởi giờ nào, phút nào, giây nào, dầu là một niệm nó sinh, là chúng ta phải nuôi dưỡng được cái tâm thiện đó lên. Mà nếu chúng ta không nuôi dưỡng được, từ những cái thiện nhỏ bé, từ những cái khoảnh khắc nhỏ bé nó sanh khởi đó, thì chúng ta là người thất bại trong chánh pháp của Đức Phật. Thất bại. Sao vậy? Mục đích của hành thiện phải là cái gì đó, chúng ta là nuôi dưỡng chánh niệm, nuôi dưỡng các thiện pháp. Mà chánh niệm là thiện pháp tối thượng, trí tuệ là tối thượng. Chúng ta đã trải qua địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bàn sanh rồi, chúng ta đến giáo pháp của Đức Phật, một giáo pháp hoàn hảo như vậy, tại sao chúng ta phải lo ăn, tại sao chúng ta phải lo mặc, tại sao chúng ta phải chạy vòng vòng, chúng ta không no gì hết á? Tôi khuyên quý vị nè, hãy no hiểu giáo pháp của Phật, ăn uống chỉ cần chén rau, một chén cơm, một chút nước tương, thời gian để chúng ta đi kiếm tiền thật nhiều thì hãy dành ra, chỉ nếu có cần thì cần một chút ít, và hãy để dành thời gian để nghe pháp, để nghiên cứu giáo pháp của Đức Phật, và để chánh niệm thu thúc các căn xuyên qua thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Hãy tinh cần tinh tấn, hãy tinh cần tinh tấn. Mà khi nào mà chúng ta thấy tâm của chúng ta nó tinh cần tinh tấn mà nó hăng say trong thiền pháp, ngày nào cũng như ngày đó, niềm tin của chúng ta với chánh pháp của Đức Phật bền bỉ, thì chúng ta biết nè, đạo quả nó sẽ đến mau thôi. Ngày nào chúng ta hiểu được thực tại thì ngày đó chúng ta rất là quý kính Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cái đó mới là giới hạnh, chứ không phải là chúng ta sinh đọc mấy cái giới đó rồi chúng ta có giới đâu, thưa quý vị. Giới hạnh trong giáo pháp của Đức Phật nó rộng lớn và mênh mông. Nhưng mà khi chúng ta có chánh niệm thì chúng ta mới thấy được sự rộng lớn, sự thâm sâu của nó, sự cao quý. Hãy cấp tốc tinh cần. Rồi tinh cần cái gì? Tinh cần phát triển con đường tứ niệm xứ này. Vì chỉ có Đức Phật chánh đẳng chánh giác ra đời thì mới có được chánh pháp, mới có ngài chỉ về thực tại. Mà chúng ta sanh vào cái thời có giáo pháp thì cái trí tuệ của chúng ta mới được nuôi dưỡng, bởi cái thánh đạo này mới chấm dứt sanh tử luân hồi được. Đức Phật không ra đời thì không bao giờ có cái điều đó xảy ra. Và giáo pháp này nó cũng có hạn định thôi, vì thời gian, vì không gian, vì nghiệp của chúng sanh, đến thời thì giáo pháp này chìm và biến mất theo nhân duyên của nó. Mặc dầu pháp bảo thì nó vẫn ẩn tàng, nhưng mà
không có ai còn thấy đúng nữa. Do vậy Đức Phật khuyên chúng ta phải tinh cần, rất sáng suốt, tinh cần tinh tấn, hãy trở thành bậc trí, hãy trở thành bậc trí. Ngày nào chúng ta chưa đắc tu đồ vườn, chưa đắc được, ngày nào chúng ta chưa tuệ chi được danh và sắc trong đời sống thì chưa trở thành bậc trí được. Ngày nào mà chúng ta tuệ chi được danh và sắc thì ngày đó bắt đầu bậc trí, chúng ta là bậc trí, bắt đầu là bậc trí. Tuệ chi được danh sắc thì bắt đầu là bậc trí. Và cho đến ngày thành đạo A-la-hán. Như vậy con đường này Đức Phật hướng chúng ta đến trở thành bậc trí, chứ không phải là hướng chúng ta trở thành chư thiên hay phạm thiên, các phước lành để hưởng những cái quả báo trong sanh tử luân hồi. Có cấu uế đã được rũ bỏ, như vậy là tâm của phàm phu thì luôn luôn có 10 cái cấu uế, 10 cái loại phiền não, hay là có 4 như là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Đó là những cái cấu uế của tâm. Không còn vết nhơ nữa, tức là tâm của chúng ta đối với những cái sắc, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, tâm của chúng ta nó không khỏi nên tham, không khỏi nên si mê. Trong sáng thanh tịnh. Còn gì nó bay vô cổ họng xưa lắm. Không còn vết nhơ nữa. Như vậy tâm của chúng ta vốn dĩ nó rất là trong sáng. Nhưng mà do tiếp xúc với các căn trần, nên là những cái phiền não nhiễm ô nó sanh khởi, và nó trở thành thói quen, trở thành cái tập khí rất là khó bỏ, phiền não. Và chúng ta thấy rằng hàng ngày kể cả chúng ta của đức nào cũng nghe pháp như vậy, nhưng mà chúng ta thấy, chúng ta thử suy xét kỹ một cách chân thật thì vô minh nó nhiều khủng khiếp, tâm thiện thì lại rất ít, trí tuệ thì thôi. Xin thưa với quý vị nè, một ngày mà chúng ta được vài khoảnh khắc hiểu về cái hiểu về thực tại thôi, là chúng ta thấy cả một bầu trời an tịnh rồi đó. Nhưng mà có đâu thưa quý vị, hãy chân thật một chút, trí tuệ không dễ gì sanh khởi. Chỉ khi nào chúng ta hiểu đúng thật đúng về giáo pháp, về thực tại này, trí tuệ nó mới mon men, bắt đầu nó mới có khe hở, nó mới ngói lên được thôi, rồi nó cũng tan biến mất rất là mau. Rồi có cấu uế đã được rũ bỏ, ngươi sẽ đến gần lãnh địa thuộc cõi trời của chư thánh. Như vậy chính là tâm thanh tịnh, bậc thánh tâm thanh tịnh. Rồi tiếp theo là cái từ Sô-cát-ô-hí Đi-pá-mát-tận-ô là chính ngươi hãy tạo ra hòn đảo cho bản thân. Điều mẹ cha bà con không có làm được, người hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Vậy người nào có chánh chi kiến, nghe diệu pháp của Đức Phật, hiểu lời dạy của Ngài, đó chính là một hải đạo. Mà cái hải đạo đó, mình có hải đạo rồi thì những cái người đến với cái hải đạo đó thì luôn luôn được sự an lạc, và là cái nơi chỗ đậu cho nhiều người cũng được đến. Chính ngươi hãy tạo ra cái hòn đảo cho bản thân. Như vậy không ai tạo cái hải đảo cho chúng ta cả. Cái câu kệ gì mà chúng ta biết Đức Phật vậy nè, không ai thanh tịnh ai đó, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai.
Từ cá rô tí thì chúng ta biết rồi, nó là một cái động từ. Và ở đây thì nó cũng chia là danh từ. Hãy làm, hay là đi băng đi bá, đi băng đi bá nó là một cái ngọn đèn hay là một cái hải đảo, nó là một cái danh từ nam tánh, và ở đây chia theo đối cách. Khiếp băng qua giáp mắt là hãy đến, hãy cấp tốc tinh cần. Hãy cấp tốc tinh cần. Tại sao phải cấp tốc tinh cần? Bởi vì cái pháp vô thường như vậy á, chúng ta không biết được ngày mai, đêm nay có thể là chúng ta ngày mai chúng ta đã vào bào thai của một con rắn. Ngày mai có thể là một con rắn, ngày mai đã có thể vào thai của một con lai, của một con trâu, của một con bò, hay là của một cái người mẹ, người cha nào đó ở một cái nơi xứ sở rất là xa xôi. Mà nếu chúng ta không tinh cần sáng suốt á, thì chắc chắn một điều là đa phần là đi theo cái hướng mù lòa. Như vậy chúng ta biết đời sau thì biết qua cách nào? Biết qua chính cái hành động nghiệp của mình. Tất cả những gì chúng ta làm trong đời sống hàng ngày và những cái gì thấy nghe ngửi trong đời sống hàng ngày, thì những cái đối tượng nó được lưu vào trong tưởng, và cái tâm cận tử nó sẽ báo cho bạn biết. Như vậy chính cái đời sống hàng ngày của chúng ta, cái tâm cận tử thiên về cái gì thì cái tâm cận tử, cái cảnh cận tử thường nó đến vào cái chỗ đó. Như vậy khi nào mà chúng ta đắc tu đầu quần rồi thì chúng ta đã chứng ngộ niết bàn này thì không nói, nhưng mà chúng ta biết là cái tâm nó nghiêng về cái gì, giống cũng giống như là cái cây đó, nó nghiêng về cái hướng nào người ta cắt thì cây nó sẽ đổ về hướng đó. Như vậy thì chúng ta căn cứ vào đó thì chúng ta sẽ chuẩn xác nhất với lời Đức Phật dạy, không chạy vào đâu được. Quá giám má, và chúng ta biết được rằng là chúng ta phải tinh cần gấp sáng suốt làm nhiều việc thiện. Vì sao vậy? Vì tâm của chúng ta, các dục đó, nó rất là mạnh và nó luôn luôn hướng chúng ta đi vào cái con đường ô nhiễm, đi vào con đường ô nhiễm. Chúng ta nói hay về chứ, nói đạo pháp thì kia chúng ta nói hay về chứ. Tại vì những tham ái, kể cả chúng ta già 80-90 tuổi, quý vị đừng có nghĩ rằng là ai đó mà nói rằng là không có chuyện đó đâu, thưa quý vị. Sức mạnh của tham không phải là chuyện mà, hiểu pháp không có nghĩa là chưa có nhập nhò gì cả, thưa quý vị. Vị tu đầu quần cũng chưa có lay động gì hết á, phải là vị A-la-hán thì năm dục nó mới được chấm dứt. Thì quý vị thấy là cái sức mạnh của ông chủ không phải cái chuyện mà phàm phu, mà chúng ta đừng có nghĩ rằng mình hay ho gì. Chính vì vậy chúng ta phải tinh cần tinh tấn mà nuôi dưỡng cái con đường chánh pháp, vì chúng ta chết bất cứ lúc nào, không có ai điều đình được. Đội quân thần chết hết đó. Đội quân thần chết giàu là bạn 20, 30, 40, 50, thậm chí là trẻ thơ đang ở trong bụng nhưng mà chết ngay tử cung của một bà mẹ. Thậm chí là rước cả bà mẹ đi luôn, không có tiếc gì hết. Chúng ta biết nè, không có ai đón chờ, không có, chúng ta đừng có mong cầu gì để cái thế giới này tôi sẽ sống lâu, để kia tôi đặt gặp sư này sư kia, không có, chớ có như vậy. Hãy tinh cần tinh tấn trong diệu pháp của Đức Phật, đừng có chờ đợi ai cả trong kiếp sau để mà nại hướng tu tập, đó là vô minh bậc thánh. Ai gặp chánh pháp rồi hãy mau mau niết bàn, càng mau càng tốt. Đừng có chờ đợi, không ai chờ đợi ai. Cái đó là vô minh, nó xúi dục. Mà có cái gì đâu để chờ đợi, có ai đâu. Thế giới là những bóng ảnh, là những bóng ma ẩn ẩn hiện hiện.
ngay trong nhà của mình đó thôi, toàn là ngũ uẩn ma không à, không có cái gì cả thưa quý vị. Rồi tiếp theo nữa là khiếp tăng quá nó giác, là hãy cấp tốc tinh tấn. Quá giá ná tức là tinh cần, tinh tấn ha. Người hãy lên tinh cần, người hãy lên tinh cần. Tinh cần ở đây chính là pháp. Người mà thấy sợ hãi sanh tử, thấy cái vòng trầm luân này không có đáng gì cả, thấy thật là khủng khiếp, thật là hãi hùng. Rồi tiếp theo nữa là Pandito phá quát, là hãy trở thành bậc trí. Phá quát, phá quát là trở thành. Còn Pandito là bậc trí. Bậc trí ở đây này, thế nào gọi là bậc trí? Ai hiểu tứ niệm xứ, ai tu tập tứ niệm xứ là bậc trí. Ai tu tập bát chánh đạo là bậc trí. Ai thấy tứ thánh đế là bậc trí. Ai quán sát được 12 nhân duyên cũng là bậc trí, vân vân. Ba bảy phần chờ đạo đó là bậc trí. Bậc trí này là trí tuệ hiểu được pháp hữu vi, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Bậc trí ở đây chính là tâm của người nào khởi lên được cái trí này gọi là bậc trí. Rồi cái từ Nithanta Mano Anat Nigano là có cấu uế đã được gỡ bỏ, đã được rũ bỏ, không còn vết nhơ nữa. Như vậy tất cả những khổ đau ở trên đời này không có ai tạo ra cả, chính là vô minh. Vô minh nó tạo cho thế gian này rất nhiều vết nhơ rồi nó phủ lấp đi. Rồi lâu lâu cái thiện nó sanh khởi, nó lại tràn qua một chút xíu, rồi cái bất thiện nó lại phủ lấp đi. À, chúng ta lại vui trong cái thiện pháp một chút xíu, rồi vô minh nó lại phủ đi, nó lại cho ra. À, vô minh nó tạo ra nhiều vết nhơ này, phải không? Nó tạo biết bao vết nhơ, nó tạo ra những vết nhơ mà vợ giết chồng, cha giết con, mẹ ngủ với con trai, cha ngủ với con gái, rồi là tà tư tà hạnh, chồng người vợ người, trộm cắp tà dâm tà hạnh, ác độc, không thiếu gì ở trên đời này. Không phải là ai đó tạo ra cái này. Ngày nào mà chúng ta còn vô minh, vấn đề còn có khổ đau. Nên là chỉ có chúng ta cho học trong chánh pháp rồi thì chúng ta mới diệt được cái tâm vô minh ở nơi chúng ta thôi. Còn vô minh ở người khác làm sao chúng ta diệt được? Nên là chúng ta không có quyền gì để diệt được vô minh ở người khác cả. Như vậy ai đó đánh chửi, nhục mạ ta, điều đó không liên quan gì tới mình cả. Mà cái liên quan ở trong mình chính là vô minh nơi mình. Vô minh tà kiến, đó là những cái cấu uế. Và không có cái gì cấu uế bằng vô minh, phải không ạ? Không có gì cấu uế bằng vô minh hết. Gỡ bỏ được vô minh, không còn vết nhơ nữa. Từ Nithanh Tát Mát Nô là gì? Nó có hai từ, thanh tá gọng má ná, là một cái nhóm tâm tánh chia theo chủ cách, là có cả được bỏ. Cấu uế ở đây chính là gì? Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu là những cái cấu uế. À, mười phiền não là những cái cấu uế. Tham sân si là những cấu uế. Nít thanh tắc, căng thanh, tiếp đồ ngữ, lý cộng biết tác, ở đây chia theo quá khứ phân từ. Còn cái từ nguyên mẫu của nó là nít thập tí, là đã được rũ bỏ. Như vậy đã được rũ bỏ là đó, là tâm đạo A-la-hán, đã được rũ bỏ về con đường bát chánh đạo, đã được tẩy trừ, đã được tẩy trừ bằng chánh niệm tỉnh giác. Tiếp đầu ngữ ní là khỏi hay lìa xa.
Khi nào mà chúng ta hiểu thế giới này thật là rỗng không, chỉ có những cái âm thanh sanh khởi rồi hoại diệt, chỉ có những cái bóng ảnh, những cái sắc màu của những cái tứ đại này tứ đại kia sanh diệt vô chi vô giác, mà chúng ta cứ nhầm nhầm tưởng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thì cái đó thật là đau khổ, phải không? Tiếp theo nữa là cái từ má lá, là cấu vế, là vết nhơ. Cái từ anangano, gọi là angana, là một cái nhóm từ năm tánh chia theo chủ cách là không còn vết nhơ nữa, không còn vết nhơ, là tâm đã sạch bóng những cái vô minh lậu hoặc chấp thủ. Tiếp theo nữa là từ angana, là một cái danh từ năm tánh, là vết nhơ, chấm đen, tàn nhang, tỳ vết. Rồi cái tiếp theo, cái từ ngữ là dipang ariya phu minh upe hisip, là người, ngươi sẽ đến gần lãnh địa thuộc cõi trời của chư thánh. Dipang, dipa đó là một cái tính từ nữ tánh chia theo câu kệ, để chia theo đối cách là cõi trời. Cõi trời chỉ cho cái cảnh an lạc, thiên lạc và cái nội an tịnh nữa. Trong cái bài kệ này chính là nội tâm của bậc thánh. Bậc thánh này, bậc thánh A La Hán nữa, hay là Đức Phật, hay là gọi là Niết Bàn. Tiếp theo là Ariya Phu Minh, Ariya cộng với Phu Mí. Phu Mí gọi là cõi ha, hay là cái nơi cho chúng sanh nương nhờ. Một cái nhóm từ lữ tánh chia theo đối cách là lãnh địa của bậc thánh, lãnh địa của bậc thánh. Ariya là một cái tính từ chỉ cho bậc thánh, tức là bậc đã tâm đã hết cấu uế phiền não. Phu Mí là cái lãnh địa hay địa phận. Upehisi, upa, căn của nó là căn y, động từ, ở đây chia theo tha động từ ha, là sẽ đi đến gần, sẽ đi đến gần. Upa là gần hay hướng lên trên, là hướng thượng đó. Đó là những cái từ ngữ được trích trong bài kệ, được hiểu nghĩa theo bài kệ này. Và ở đây Ngài Thích Minh Châu, Ngài nói là hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, đến thấm địa chư thiên. Như vậy tâm mỗi người của chúng ta luôn luôn có những cái cấu uế khác nhau, lúc thì mạnh, lúc thì yếu. Lúc thì mạnh là lúc thì yếu. Và chính những cái cấu uế phiền não này làm hủy hoại đời sống của chúng ta, và cũng hủy hoại nhiều cái đời sống khác. Như vậy hàng ngày thì mọi người thường thường cứ đi chấp người này người kia làm cho mình khổ đau, mà mình quên mất cả cái ông chủ ở trong tâm đang ngự trị, chính là vô minh, chính là tham ái, chính là dục vọng, chính là tà kiến, chính là chấp thủ các pháp, là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Thì đó chính là gì? Đó chính là các cái cấu uế lậu hoặc cần phải đoạn trừ. Như vậy kẻ thù ở bên ngoài á, thì đa phần là ít có người phá hoại mình lắm, nhưng mà tại vì mình có phiền não nên là nó tương giao, nó tương ứng với những cái thành phần, với những cái đối tượng đó. Khi mà chúng ta tiếp xúc mê đắm ở trong đó, thích thú ở trong đó, lâu ngày cái nhiễm ô đó nó mới làm cho chúng ta đau khổ. Và từ cái đó chúng ta trở thành cái thói quen,
các cái duyên của nó. Và phiền não ở cái cõi này thì nó có cái thức ăn của nó rất là lớn bởi năm dục. Bởi năm dục của nó. Năm dục là sắc, thân, hương, vị, xúc. Rất là hấp dẫn. Mà cái chúng hấp dẫn đó chính là cái tưởng của chúng ta thôi. Do mà chúng ta do nghe, rồi do thấy, do ngửi, do đếm, do xúc chạm, rồi do suy tư sai lạc, lầm tưởng những cái màu của đất, những cái sắc của đất, những cái âm thanh của đất, những cái mùi của đất, những cái vị của đất, những cái cảm giác nóng lạnh cứng mềm của đất, những cái khúc thịt xương che đậy bằng những miếng vải đầy những mũ máu mỡ ở trong đó, bất tịnh ở trong đó được chấp thủ. Chính vì đó mà đã lâu ngày tâm này nó say đắm, nó chìm đắm những cái đối tượng này, do không hiểu biết chúng như chúng là. Thực tế là không có một con người nào cả ở bất cứ một thế gian nào mà chỉ có các sắc là vô tri, các âm thanh là vô tri, các mùi là vô tri, các vị là vô tri, các cái cứng mềm nóng lạnh là vô tri vô giác. Như vậy ai tái sanh trong kiếp sau? Kiếp sau mình là ai? Không, kiếp sau cũng chỉ là vô minh duyên hành mà thôi, không có gì khác hơn khoảnh khắc này cả. Nếu chúng ta học hiểu về khoảnh khắc này thì chúng ta không có mong đợi gì kiếp sau cả. Vì kiếp sau thì chúng ta cũng biết, cũng chỉ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Nếu mà là ác nghiệp thì ngửi, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng ở biển, ở biển sâu, ở hang hốc, ở địa ngục, ở bàn xanh, ở Atula thôi. Cũng già, cũng bệnh, cũng chết thôi. Nếu mà kiếp sau mà thiện, vừa thiện vừa ác thì cũng sao vậy? Cũng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng ở trên đất, ở những cái ngôi nhà, là những cái bộ xương như chúng ta vậy thôi. Rồi những cái kiếp sau là gì? Thì cũng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng ở cõi trời vậy thôi. Như vậy bất cứ khi nào là kiếp sau thì những cái thứ lại tiếp nối mà thôi. Không có ai, không có con người nào cả, mà chỉ có các pháp hữu vi. Chính vì vậy mới là khổ. Như vậy rõ ràng là chúng ta tu tập cần phải có sự hiểu biết lớn lao về các pháp. Còn nếu không á, tâm của chúng ta luôn luôn nó nuôi dưỡng một hình bóng tôi là cái gì trong kiếp sau, và luôn luôn nó... Chính vì vậy mà chúng ta thấy kiếp này để chúng ta thích cái thân này, mến cái thân này, chấp thủ cái thân này. Nhưng mà kiếp sau thì khi mà nó tái sanh vào con rắn, con lai, nó có chấp thủ cái thân này không? Nó không biết cái thân này là gì hết. Nó không biết cái thân này là gì hết. Nó không biết cái thân này là gì. Nó chỉ là chấp thủ cái thân hiện tại thôi. Bởi vì nó chấp thủ vào sự sống, nó chấp thủ vào cái hữu đó. Do vậy chúng ta cần phải hiểu được pháp Đức Phật. Chỉ có các ngũ uẩn sinh và diệt ở chỗ này chỗ kia. Kệ này được Đức Thế Tôn thuyết ra, nói về người đồ tể và đứa con trai. Câu kệ này thì gồm có 4 câu. Bài kệ này Đức Phật thuyết là: người này giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi, ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Đường trường thiếu tư lương. Như vậy một người trí, mà chúng ta thấy người trí sanh ra đời rất là lợi ích. Lợi ích cho đời này, lợi ích cho đời sau. Và chúng ta cũng phải học gương như vậy. Vì sao vậy? Chúng ta
tu tập để làm gì vậy? Để thương cái ngũ uẩn đời sau thôi, thương cho ngũ uẩn đời sau và nuôi dưỡng ngũ uẩn này. Nếu chứng đắc đạo quả thì kết thúc, còn nếu không thì nuôi dưỡng ngũ uẩn đời sau. Và nuôi dưỡng được ngũ uẩn đời sau, ngũ uẩn đời sau sanh ra với những cái duyên lành, những cái ba la mật đầy đủ đó, thì trở thành bậc thánh. Sự tiếp nối có lợi ích vô cùng vô tận là như vậy. Còn kẻ ngu thì không thể có cái sự tiếp nối tốt đẹp như vậy được. Và câu chuyện này xảy ra khi mà Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một cái vị đồ tể mổ bò. Và tại cái thành Xá Vệ này thì có một cái người đồ tể chuyên mổ bò. Ta biết là mổ bò thì người ta hay cột cái bốn cái chân con bò lại, và người ta dịch cái cổ nó vào cái ấy, người ta lấy cái đục hay là cái búa tà đó, thì người ta đập ngay cái chỗ óc của nó để con bò nó năng ra, nó chết. Thì người ta cắt để lấy những cái tiết bò và bắt đầu người ta mổ bụng cái con bò đó ra, người ta chia từng phần. Thì mổ bò ông ta giết hại biết rất là nhiều con bò. Thì chúng ta biết là một người cả đời làm những cái bất thiện như vậy, thì người chọn cái phần thịt ngon nhất cho mình và sai vợ nấu nướng, rồi vị này ngồi vào ăn thì cùng với vợ con và ăn cái thịt bò này. Phần còn lại thì ông bán lấy tiền, và suốt 55 năm ông giữ cái như vậy. Chúng ta thấy rằng bất cứ cái người sát sanh nào thì con mắt của họ cũng đục đỏ và cái tâm trí của họ đờ đẫn. Sư đã từng gặp nhiều cái người như vậy, họ không có thông minh được nếu mà họ giết nhiều súc vật. Và trong cái thời gian này thì mặc dù Đức Thế Tôn á, ở tại cái tịnh xá bên cạnh nhà của ông, thì không bao giờ ông cúng cho Thế Tôn một muỗng cháo hay muỗng cơm, trừ thịt bò ra ông ta không có ăn cơm. Vậy chúng ta thấy là người ác với người thiện mặc dầu sống ở gần nhau nhưng mà tâm hồn, các cái cử chỉ, hành động, lời nói nó xa nhau đến muôn trùng muôn dặm vậy đó. Muôn trùng muôn dặm. Người ác thì người ta không có thích những nhà sư tu tập tinh tấn cái này kia đâu. Người ác người ta không thích cái điều đó. Nên là nhà sư biết mà, những anh chị em nhà sư là họ không thích cái điều thiện, họ không thích bố thí là gì hết. Về cuối đời thì sư thấy mẹ sư còn đi chùa Bắc Tông rồi, gõ mõ tụng kinh thì được chút thôi, chứ còn sư không thấy ai hết. Biểu sao mà họ sanh ra mà trên thế gian này có người con xuất gia như vậy, hàng ngày như vậy, nhưng mà họ đâu có làm cái việc phước việc lành gì đâu. Huống chi là chúng ta thấy thế giới ngoài kia như vậy, là người mà làm được nhiều việc thiện việc lành rất là khó ở trên thế gian này. Nên đa phần sanh ra là nghèo hèn, là dơ bẩn, là làm tổn hại cho đời chứ không ít gì hết. Rồi ngày nọ thì một buổi chiều á, thì sau khi bán được vài miếng thịt thì cái ông này mới đưa cho vợ một miếng thịt về nấu vào cái bữa tối và đi tắm. Rồi ông ta đi tắm thì một người bạn đến nhà ông và hỏi cái bà vợ này: bà hãy để cho tôi một ít, nhà tôi có khách. Thì thịt bán hết rồi, ông ấy vừa đi tắm thì cái vị kia năn nỉ. Vì kia cái người đó năn nỉ, ông kia thì ông cũng vì bạn nên là ông bạn đến nhà chơi nên năn nỉ. Thì người bạn nghĩ nếu mà đã hết thịt bán thì chỉ còn lại cái thịt dành riêng cho cái bữa ăn, và ông ấy sẽ không ăn nếu mà không có thịt
thì chắc gì ông ấy đã chịu để cái miếng thịt này cho mình. Và cái người này tự động ông ta xắt cái miếng thịt ra đi, không có hỏi xin gì nữa cả. Và tắm xong thì cái người đồ tể trở về, khi bà vợ dọn ăn thì chỉ có rau cái, và ông hỏi nè, thế còn cái thịt lúc nãy đâu? Không có à? Thì người vợ mới thưa rằng là tôi chừa cho bà một ông chồng mới nói tôi chừa cho bà một miếng thịt trước khi tôi đi sao? Thì một người bạn, bà ta mới nói một người bạn đến nhà lại để mua thịt vì nhà có khách, thì tôi trả lời là hết thịt bán, mà ông cứ xắt miếng thịt của ông đi về. Dù tôi có nói miếng thịt đó cốt để làm thức ăn cho ông, nếu thiếu nó ông không ăn cơm được, và trừ khi có thịt tôi mới ăn, tôi không ăn nữa, bà dẹp đi. Thì lúc này ông nói trời ơi làm sao bây giờ. Người vợ mới nói là thôi ông chịu khó ăn cơm không có thịt một bữa, thì tôi đã nói là không. Và bây giờ thì ông bắt vợ dẹp cái mâm cơm và ông ta xách dao ra đi. Và ngay lúc đó thì có một con bò cũng cầu gần nhà, và ông ta đã cắt cái lưỡi của con bò đó và ông ta luộc lên. Do cái cơn thèm khát quá, rồi cái sự tham muốn của ông á, đang sôi như vậy, ông cắt, ông cắn cái miếng thịt đó nóng quá và nó làm cho tái cái lưỡi và máu lưỡi của ông, và ông mới chết. Và ông ấy đọa xứ. Thì chúng ta biết là ở Miến Điện á, mấy năm về trước thì nó có một cái câu chuyện là cái vị chồng đó chuyên ăn những cái ớt, mà cái ớt nhỏ, chúng ta biết là cái ớt tiêu nhỏ. Thì câu chuyện này nó có thật, huống chi là thịt bò chỉ cần một trái ớt thôi. Ông ta thì ăn cơm rồi phải có ớt, và mọi bữa thì người vợ đó đều dọn cơm đầy đủ ớt cho ông ta. Và đến một hôm á, bà ta đi chợ không có ớt, về thì khi dọn cơm lên ông ta hỏi ớt đâu thì bà ta nói là chợ không có ớt. Rồi cái người vợ đó nói qua nói lại, và ông chồng ông rất là tức giận, ông cầm cái búa và ông đập chết ngay cái người vợ thân thương của mình. Chỉ là một trái ớt rất là nhỏ thôi, một trái ớt rất là nhỏ, nhưng mà nó không phải là trái ớt đó, nhưng mà trái ớt đó chính là cái sự tương tác của nghiệp của cái người đó. Thì qua cái câu chuyện này cũng vậy, nên là chúng ta thấy rằng đời sống này bất thiện nó có năng lực và nó rất là nhiều sanh khởi trong đời sống, và nó cuốn chúng ta đã đi vào cái vòng sanh tử trầm luân này vô định. Chúng ta đã từng đóng tất cả các loại vai ở trên đời này rồi, và chúng ta đóng một cái bộ phim dài đê thê vô cùng vô tận, mà cái tập phim nào thì nó cũng kết thúc với cái sự buồn đau và nước mắt trong và nước mắt ngoài. Hạnh phúc mà chúng ta có được trong cuộc sống này nó cũng là một loại nước mắt, vì tất cả mọi thứ pháp hữu vi nó là vô thường. Chính vì vậy cái khổ đế mà Đức Phật dạy cho chúng ta biết không phải là sự đau khổ, mà tất cả pháp hữu vi, tất cả
cả mọi uẩn ở trên đời này nó đều là khổ, bản chất duyên sanh của nó. Ngũ uẩn nơi Đức Phật nó tốt đẹp như vậy, không có phiền não nhưng nó vẫn là khổ mà thôi. Thì huống chi là chư thiên, phạm thiên, vẫn là cái